Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tâm An Sức Khỏe. Thì hôm nay thì em sẽ review cho mọi người cái sản phẩm đó chính là dạ dày mộc hoa, cái phiên bản mới mọi người nhá, người ta gọi là mộc hoa plus và cái tem mới luôn. Mọi người hãy nhìn cái lô sản xuất của sản phẩm này đấy. Sản xuất vào tháng 7 năm 2022 và hạn sử dụng của nó là tháng 7 năm 2025, tức là vừa mới sản xuất đây thôi ý, mọi người. Thì hôm nay thì em sẽ làm rõ cho mọi người cái điểm khác biệt cái mẫu mới nhất để chúng ta nắm rõ và tránh mua phải hàng giả hàng nhái mọi người nhá. Và mọi người hãy lưu sẵn lại cái số điện thoại đó chính là số 0868383835 để khi mà mọi người cần tư vấn, cần hỗ trợ, cần mua hàng chính hãng thì chúng ta có thể gọi trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với em nhé. Thì đây chính là cái hộp mẫu mới nhất nhé mọi người nhé, dạ dày mộc hoa plus và cái tem của Bigva mẫu mới nhất cũng là tem phản quang 7 màu như thế này, nó không phải là cái tem xanh như trước đây nữa. Thì phần sau của video em sẽ nói kỹ hơn cái phần này đấy. Và cái sản phẩm này nó là cái dòng sản phẩm đã có mặt trên thị trường được khoảng hơn 3 năm nay rồi, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại nó vẫn là một cái dòng sản phẩm giúp bảo vệ dạ dày cho chúng ta rất là tốt. Nó sẽ hỗ trợ làm giảm các cái vấn đề viêm loét dạ dày như là ợ chua này, đầy bụng này, đau thượng vị này, trào ngược dạ dày, thực quản này. Một cái hộp như thế này nó sẽ có 30 gói, mỗi gói nó là 5 gram. Và bên này á, thì có ghi rất là rõ cái thành phần của sản phẩm nhé. 100% từ thiên nhiên, đó là cao sài hồ 160mg, cao chỉ sáp 150mg, cao thương chuột 150mg, cao tam thất 150mg, cao hoàng liên, cao mẫu lệ, cao mộc hương, cao bạch thược, cao cam thảo, bột mai mực, một số phụ liệu khác. Mọi người thấy đó, nó toàn là những cái thảo mộc thiên nhiên thôi đấy. Và sản phẩm này nó sẽ giúp giảm các cái vấn đề của viêm loét dạ dày như là ợ chua, đầy bụng, đau thượng vị, trào ngược dạ dày, thực quản. Và cái sản phẩm này nó thương nhân chịu trách nhiệm của nó là công ty trách nhiệm hạn phát triển Tân Hoàng Long mọi người nhé. Còn bên này thì có ghi rất là rõ cách dùng. Một cái hộp như thế này nó sẽ có 30 gói, thì chúng ta sẽ uống là ngày uống 3 lần, mỗi lần một gói là người lớn nhé. Còn đối với trẻ từ 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống 2 lần, mỗi lần một gói thôi. Và một số những lưu ý về sản phẩm chúng ta đọc trước khi dùng nhé. Đây là cái số lô ngày sản xuất mới nhất này mọi người, sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP công ty cổ phần Bigva. Và ở trên này nó có một cái tem phản quang của Bigva, thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn phân biệt nhé. Đây mình mở cái hộp cho mọi người xem này. Ở phía trong này thì nó sẽ có 30 gói. Đây, 30 gói, mỗi gói nó là 5 gram. 30 gói giống như này này mọi người, mỗi gói nó là 5 gram. Thì có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng nữa nhé các anh chị nhé. Các anh chị lấy về chúng ta mở cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng ra thì toàn bộ những cái thông tin này nó cũng tương tự như thông tin nãy giờ em mô tả cho mọi người thôi, gồm có thành phần, công dụng, đối tượng sử dụng, chúng ta về chúng ta đọc kỹ nhé. Đấy thì cái này á, thì chúng ta uống á, thì tùy vào độ tuổi thì người lớn, thông thường là người lớn á, thì chúng ta sẽ uống 3 gói một ngày. Thì cái dạ dày mộc hoa này nó là một cái dòng sản phẩm thực sự nó rất là tốt luôn đấy mọi người. Nó sẽ giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày cho chúng ta, hỗ trợ giảm axit dịch vị, hỗ trợ giảm nguy cơ viêm loét dạ dày, hiệu quả rõ rệt sau một cái hộp này sử dụng không mọi người nhé. Đấy thì nó được bào chế dưới dạng thảo mộc thiên nhiên quý hiếm đấy, giúp giảm cái vấn đề về trào ngược, viêm hang vị, giảm dư thừa axit, cải thiện môi trường bên trong dạ dày, giúp giảm các cái vấn đề ức chế các cái khuẩn có hại phát triển. Và kiên trì sử dụng thì chúng ta sẽ cảm thấy được là cái triệu chứng ở chua, ở hơi, buồn nôn, đau rát, nóng rát thì nó sẽ tiêu tan hết rồi mọi người ạ. Dùng rất là hiệu quả nhé.